Thưa quý vị, Singapore hôm 9 tháng 12 đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Đây là một nữ tiếp viên hàng không có thể đã tiếp xúc với du khách từ các quốc gia có ca nhiễm biến thể này. Các nhà chức trách cảnh báo rằng có thể còn nhiều ca nhiễm khác chưa được phát hiện. Hãng tin National Post dẫn thông báo từ Bộ Y tế Singapore cho biết ca nhiễm này là một nữ tiếp viên hàng không 24 tuổi, có thể đã tiếp xúc với những hành khách quá cảnh từ các quốc gia bị ảnh hưởng trước biến thể Omicron. Theo thông tin từ Bộ Y tế Singapore, người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong lần xét nghiệm định kỳ cho các nhân viên tuyến đầu. Các nhà chức trách đã tiến hành giải trình tự gen và phát hiện nữ tiếp viên nhiễm biến thể Omicron. Người này đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine trước đó và khi nhiễm bệnh không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, theo National Post. Trước đó vào ngày 7 tháng 12, Singapore cũng đã ghi nhận một ca nhiễm biến thể Omicron khác là một du khách nhập cảnh từ Đức. Bộ Y tế Singapore cho biết người này cũng đã được tiêm mũi vaccine tăng cường trước khi đi du lịch. Ngoài ra còn các trường hợp dương tính khác hiện đang chờ giải trình tự gen để xác nhận loại biến thể. Singapore trước đó đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là những du khách nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này. Với khả năng lây truyền cao và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron hơn ở khu vực biên giới của chúng tôi và cả trong cộng đồng, Bộ Y tế nhận định. Tính đến thời điểm hiện tại, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 271.979 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 779 bệnh nhân đã qua đời, theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.